liệu rằng Zack anh ta có chơi Hawk không. Mình cũng rất mong là Zack sẽ đánh Hawk thôi, bọn mong chờ điều đấy. Hello Gamer Bomber, hello. Zack đánh Sparky rồi nghe là hơi chú chối. Ok, chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên. Zack Wengi. Zack chơi Hawk đi, mình rất mong chờ ngày hôm nay Zack sẽ chơi Hawk. Oh, trời. Becca rồi. Mình nghĩ bên này chơi Sparky hợp lý. Minions nice. Quá hay. Các bạn không biết ui, Becca Balloon và Fireball ạ. Chơi cục vậy. Cục vãi trời. Becca Balloon. Chơi cục kinh khủng. Đẩy ngay một con Musketeer ở trong tên này. Mình nghĩ là cái deck này là phiên bản của Adaban. Nhưng mà đây là phiên bản có Fireball, bên kia là Fizzy chuẩn luôn. Đây là phiên bản của Adaban rồi. Rắc theo mình. Nhưng mình thấy là cái phiên bản này có một cái điều là không biết là cho dùng giáp. Giáp là một con... đúng rồi, giáp. Hợp lý. Nhưng mình nghĩ ngay từ ban đầu mà đây cục quá nhỉ. Ở trong cái bài này thì không chơi băng. Tại vì là dùng Fireball rồi, bây giờ mà nếu mà chơi băng thì thực sự là defense nó sẽ hơi bị chậm một chút. Bên kia mình nghĩ ngay đến một cái deck Grip Jab hoặc một Sparky. Grip Jab thì đúng hơn vì Wengi anh ta Sparky ở trong cái bài này là không đúng. Bởi vì Sparky mà Goblin Giant thì bây giờ spell không có thì sẽ khá là khó đánh. Poison và Great Draft sẽ là hợp lý hơn. Và The Slot là bàn nhấn. Alaska là... Chúng nghĩ là Great Draft, đúng rồi, Great Draft này. Great Draft Poison, rồi. Fireball rồi, hay quá. Tuy nhiên là có Musketeer. Giết ngay được có Musketeer đi để nó rỉa hơi đau. Còn Musketeer vẫn nằm đấy. Mà nó không bị bắn tới luôn. Mình nghĩ là trong cái game này Zack anh ta đánh Hawk còn hay hơn là trai chơi đánh Spa Balloon. Bởi vì trong cái bài này gần như là Hawk không bị counter. Hawk đẩy nhanh thì sẽ còn chặn được ngay tank, ngay cầu. Bị poison rồi. Còn Darkwing không đập chết cả IC. Bây giờ là thời điểm công tất tay. Không công tất tay trong tên này thì không được. Không có support cho con Mega Minions. Fireball không đủ Bailey. Fireball! Cục xúc. Cục xúc. Đánh cục vãi lìn. Lần đầu tiên mình thấy Zack đánh cục quá. Tam Minh quả này cũng chuẩn kinh. Nhờ. Có một cái điều đó là hơi các bạn cũng biết là tornado ở trong cái mùa này nó có dam, vì vậy là một tornado và một fireball đã giết được con Musk và con Mega Minion rồi. Nhưng mà Hire là một người là solo man, là một người chơi không phải là dạng vừa. Các bạn thanh niên này là cái kỹ năng và tỷ lệ thắng của anh ta còn có đạt được MVP rất nhiều vòng. Em kia xin nhìn. Em nói điều ai biết. Ok là Miner sai ba luôn rồi. Đúng rồi. Đánh giải rất ít Hawk, nhưng mà đó là những cái thời điểm mà Hawk rất nhiều counter, nhưng mà mùa này thì đã không. Ok, bây giờ là Miner Balloon có đàn bass. Chắc chắn là Miner Balloon rồi. Bên kia là liệu rằng là Solomon anh ta chơi đích có. À, không phải. Zack anh ta sử dụng con Nai chứ không phải là Musketeer. Thì đây là một cụ điển phiên bản Miner của Ghost Pin Spear và Bomb Tower, không phải là Balloon. Có cả World Breaker hoặc là Skeleton Barrel.
Đúng rồi, Skeleton Barrel hoặc là Workbreaker. Nhưng mà trong tên này hình như không phải không có Workbreaker rồi. Chơi Skeleton bên này là Royal Giant ạ. Poison phải ngay cầu rồi, hợp lý. Defend rồi, rất tốt. Trong tên này defend cực kỳ dễ. Ở cái phần bên Workbreaker đây, Skeleton Barrel không phải. Control game cực kỳ tốt. Ở cái thời ở cái ba lần cái bản ba lần vừa rồi thì con Workbreaker, con Firebreaker nằm xuống luôn. Miner cắn khá đau. Ở cái bản ba lần vừa rồi thì Bomb Tower không bị ảnh hưởng một chút nào luôn và gần như là quá mạnh luôn. Bởi vì là ảnh hưởng của các cái chop khác như building khác như kiểu là Goblin Hood hay là Fabian Hood hay là Fonancy bị giảm xuống thì Bomb Tower là một lựa chọn hợp lý. Tại cùng của Solomon thì mình nghĩ là một Earthquake. Earthquake đây rồi. Mà một cái deck off meta đánh một cái deck meta cực kỳ là khó chịu ở cái mùa cái thời điểm cuối mùa vừa rồi. Và thời điểm hiện tại thì gần như phải rất cẩn thận trong cái tay này. Đúng rồi, anh ta đoán ngay là có Firebreaker à, có Earthquake, vì vậy là Bomb Tower rất cao. Có support của đàn Bat. Thực sự là trong cái game này dắt anh ta có thể là 3-0 rồi. Yếu vậy cũng nét, đó là một cái đó là một cái ý đồ để ý đồ của Supercell, họ muốn mang những cái meta nó thay đổi khác hẳn so với lại thời điểm hiện tại. Firewick, Earthquake chính dũng luôn cả ba vị trí rồi. Tuy nhiên thì vẫn defend tốt. Mình nghĩ trong cái turn này thì Jack anh ta không nên đẩy Workbreaker nữa. Mà anh ta cố gắng là dùng Miner để cấu thôi. Bắt được, không bắt được Miner rồi, hợp lý. Workbreaker để lên. Họ phải dùng Defend rồi. Làm thế nào giết được con Firewaker? Bomb Tower ném xuống Poison, hợp lý. Nó không trúng. Rồi, Defend cực kỳ tốt. Và Firewaker bắn không trúng. Và bây giờ là thời điểm Miner Poison không bắt được luôn. Đâu anh em à, mình không hiểu tại sao là Solomon anh ta chơi một cái deck này. Anh mình nghĩ là anh ta sẽ bắt bài Balloon chẳng hạn. Bắt bài nào ta? Tại vì là meta mùa này chúng ta mất một tuần đầu thôi, meta nó chưa rõ ràng một chút nào. Rồi rồi. Ok, chúng ta sẽ đến vào Hire Zack. Hot Cycle! Hot Cycle! Hot Cycle! Hot Cycle! Hot Cycle! No. Lock bait, lock bait. Lock bait, lock bait. Yes, lock bait. Hay rồi, anh ta sử dụng lại cái deck này à? Không có hit ở đâu. Hello Tú. Trời ơi, đang thử hot đây. Tesla lại Bomb Tower Tesla rồi, hợp lý. Tuy nhiên thì Earthquake sẽ coming. Phải đi phải support luôn, phải có con support. Support bằng một pha Earthquake khá là táo bạo. Người ta bắt bài cũng rất là tốt luôn. Đàn Goblin, ba con Goblin cắn rất đau. Mình không nghĩ là anh ta sẽ sử dụng Earthquake để defend đàn Goblin Gang đâu ạ. Goblin Gang. Mở cái bắp gì á? Ui, một quán quần ghê phết. Anh đang chơi Clarity. Nhưng mà lâu lâu tay bị rửa tay ra mồ hôi ấy, đánh nó hơi đuối. Hire, anh ta lại sử dụng cái deck của Solomon vừa rồi. Con IC đã qua đam rồi, hình như đặt hơi thấp. Hình như đặt hơi fail. Nếu mà Jacqueline's Whip cộng với lại
Xbox Master làm một game nữa thì chúng ta sẽ còn đến với trận thứ hai sớm thôi. Earthquake đây rồi, Firewaker nằm xuống. Ở đâu bắn chết con Princess rồi. Tuy nhiên hãy rất cẩn thận trong cái tên này, Goblin Gang và Spear nằm. Rồi thì fan khá tốt. Ui. Mình thấy cái vùng rộng của con Rare Diviny khá là rộng bởi vì các bạn nhìn thấy cái tên vừa rồi. Nó dùng cái tên vừa rồi khi mà nó ném khá là xa nhưng mà cuối cùng vẫn ảnh hưởng đến đàn Goblin, bạn Goblin kia. Chắc anh ta cần phải xoay nhanh hơn và cố gắng là sẽ dùng giữ lại Ellie để defend cái Rare giai đoạn này. Phải rất cẩn thận. Rồi. Rất là đáng tiếc bởi vì là Firewaker giết, con Earthquake đã giết được cả hai full set rồi. Chỉ cần một tên của Firewaker là phải chấm xuống rồi. Lock đây rồi. Đem ra tên này không? Preset. Rồi, xoay ra preset hợp lý hơn là dùng gần gang. Vào Vanky. Để Vanky sẽ là hợp lý hơn. Rồi. Clean sweep đây rồi. Mua găng tay á. Chưa đúng tại vì là mình chơi nó chuyện vui vui rồi. Lượng máu bây giờ là còn 705. Mình cần phải 2 lock và 1 rocket nữa. Nghĩa là 3 lock thì phải 2 lock. Rồi, một thêm 2 lock và 1 rocket. Tuần này thì fan tốt, chúng ta còn 1 phút 36 giây nữa. Earthquake bị lỗi và bây giờ là thời điểm đi. Lock đi rồi. Rocket, rocket đến rồi. 436, 38 máu đầy đủ rồi đúng không? Nhìn vẫn chưa. Anh ta cần phải xoay ra một cái lock nữa và bây giờ đổi hướng nhưng mà thời gian này là không kịp rồi. Rocket 6 máu và 3 lock và 1 rocket. Mình không hiểu tại sao là VMG các player này họ sử dụng một cái deck quái quỷ gì vậy. Rocket 432 à? Cái deck này để counter deck nào ta? Bandit á? Không, Bandit không được. Mình không nghĩ là Bandit. Mình nghĩ là một cái spell, chuyển sang một spell rồi. Hoặc là một con Barbarian. Cái deck cuối cùng của nó là một con Barbarian Barrels. Một giáp và một Barbarian Barrel thay bát bằng Minions. Đó là cái deck original của nó. Các bạn đúng không? Mình nhớ là chuẩn rồi đấy. Tại vì cái deck này nó không còn hot giống như mùa trước. Không, mày là Goblin. Goblin. Mày là gần dân. Không chặn được Royal Dragon. Mà còn hiếu nó đẩy lên. Nguy hiểm quá. Ui, Goblin chết rồi. Ôi,